Thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng gặp gỡ với vị khách mời của ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây. Tôi thường xuyên là uống thuốc. Ở nhà thì ít có ai sử dụng thuốc tây lắm. Tôi uống thuốc tim mạch. Thuốc trị sỏi thận. Thuốc cảm thông thường thôi. Ví dụ như sơ sài, đau đầu hay là gì đó thì mua thuốc thôi chứ không có đi bác sĩ. Tôi chưa bao giờ tự mua cả. Khi bị bệnh nặng thì vào bác sĩ khám. Nó có thể tác hại trước hết là đến gan và thận, sau đó là đến dạ dày và đường ruột. Thuốc tây á, thường ảnh hưởng đến sức khỏe là nó bị nóng bên trong. Cái chuyện tác hại phụ thì không biết được. Người thường thì không có để ý. Thưa quý vị, dân dân ta có câu đói ăn rau mà đau uống thuốc. Có bệnh có đau thì dùng thuốc là điều tất nhiên. Nhưng phải sử dụng thuốc như thế nào để vừa hết đau lại vừa an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của gan thì không phải ai cũng biết. Theo thống kê của Bộ Y tế thì có hơn 1.000 loại thuốc, hóa chất có khả năng gây độc cho gan được phép lưu hành hiện nay. Vậy thì cần có những lưu ý gì trong việc dùng thuốc, đặc biệt là những người mắc bệnh mãn tính hoặc đang mắc các bệnh lý về gan, nên sử dụng thuốc như thế nào để an toàn cho sức khỏe? Ngày hôm nay thì Lương Bệnh Hải xin mời quý vị cùng bàn về vấn đề này với vị khách mời của chương trình, bác sĩ Lê Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ và rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian quý báu của mình để đến với trường quay chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Mạnh Hải và kính chào quý khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Thưa bác sĩ, rất là nhiều người trong chúng ta, trong đó có cả tôi nữa, khi mà bị những cái triệu chứng như là cảm cúm này, ho, nhức đầu thì hay ra hàng thuốc, tự mua thuốc về uống. Thì có thể trước mắt là thấy khỏi liền, nhưng mà về lâu dài thì tác hại của nó thế nào thưa bác sĩ? Thực tế thì khi mà chúng ta có một cái vấn đề gì về mặt sức khỏe thì tất nhiên rằng là điều đầu tiên là ai cũng muốn làm sao cho mình khỏe lên, đúng không? Khỏi ngay, mình hết bệnh, đúng không? Và khỏi ngay, khỏi càng sớm càng tốt để mà chúng ta còn có thể làm việc, học tập hay lao động nữa. Và trên cơ sở đó thì tất nhiên với có thói quen của mỗi người, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thường ra cái nhà thuốc tây nào đó gần nhà nói những cái vấn đề mà mình mắc phải, và thế là cái nhân viên bán thuốc hay là dược sĩ đấy sau khi xem xét vấn đề và có thể là tư vấn chúng ta để chúng ta sử dụng thuốc. Thực tế cái vấn đề này mình có thể chia làm hai khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên là nếu như cái thuốc mà chúng ta sử dụng á, là thuộc cái nhóm gọi là không cần phải kê toa, thì cái việc mà chúng ta có thể tự ra nhà thuốc đấy và tự nói lên cái vấn đề về mặt sức khỏe và coi như người dược sĩ đó tư vấn chúng ta vấn đề đó thì coi như là vẫn có thể là ổn. Tuy nhiên ở đây phải chú ý rằng là nếu chúng ta sử dụng thuốc không kê toa thì không cần phải đến bác sĩ khám chữa bệnh, nhưng mà chúng ta bắt buộc là phải uống đúng theo cái hướng dẫn sử dụng trong cái chai thuốc đấy. Một cái vấn đề thứ hai là nếu như cái thuốc đó thuộc cái danh mục gọi là thuốc phải kê toa. Phải kê toa là tại sao phải kê toa? Là bởi vì nếu như chúng ta không đến bác sĩ để khám và điều trị và để được kê toa, mà chúng ta tự mua hoặc là cái người bán thuốc tự bán cho chúng ta mà không cần toa bác sĩ, và như vậy chúng ta đã bỏ qua rất nhiều những yếu tố liên quan, đặc biệt là cái yếu tố có hại của viên thuốc, thì khi đó cái việc mà chúng ta uống thuốc vào cơ thể có thể là nó sẽ không phù hợp với cái thể trạng của chúng ta lúc đấy. Một mặt khác nữa rằng nó có thể gây ra những cái vấn đề gọi là ngộ độc cho cơ thể chúng ta, đặc biệt là nó ảnh hưởng đến cái lá gan của cơ thể chúng ta. Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu, 32 tuổi, là một nhân viên văn phòng. Do cơ địa yếu, lại làm việc trong môi trường máy lạnh, chị thường gặp phải các triệu chứng như là cảm cúm, ho, sốt và nhức đầu. Lúc trước thì mình cũng khỏe lắm, nhưng mà sau khi sinh xong em bé thì sức đề kháng của mình không có, nên là thường hay ho, cảm, sổ mũi. Rồi mình cũng tự đi mua thuốc, vậy mình cũng uống. Mình nghĩ là thuốc, mấy cái loại thuốc ho, cảm bình thường á, thông thường á, thì nó không có làm ảnh hưởng gì tới sức khỏe của mình nhiều. Chị khán giả chúng ta vừa xem trong clip thì chị lại cho rằng là tôi không sử dụng thuốc thường xuyên lắm, nên nếu tôi chỉ uống những cái thuốc như kiểu nhức đầu hay là ho thôi thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều. Vậy thì theo bác sĩ cái suy nghĩ này có đúng hay không ạ? Đúng là có một số người có suy nghĩ giống như Mạnh Hải nói, thậm chí có người thì lại suy nghĩ lại càng khác nữa. Tức là có một số người thì uống thuốc rất là nhiều, nhưng mà khi họ thuốc như vậy thì họ lại có một cái suy nghĩ rằng là khi uống thuốc vào thì không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc. Đấy. Như cái suy nghĩ này thì tôi nghĩ rằng là chắc là hôm nay sẵn nhân dịp đây mình sẽ nói rõ cho mọi người biết rằng những suy nghĩ như vậy là nó không được. Về mặt đúng đắn thì không được đúng đắn lắm và có thể ảnh hưởng đến mặt sức khỏe. Là bởi vì thứ nhất á, là có một số loại thuốc ấy, là khi mình uống vào cơ thể mình, mặc dù mình uống liều ít thôi, nhưng nếu mình không cẩn thận thì có thể nó là một yếu tố gây dị ứng. Tức là nó gây một những cái dị ứng, nó phản ứng lại cơ thể chúng ta. Và những cái loại thuốc đấy, đối với cái loại người sử dụng đấy, thì cái lá gan của họ nó không có tương thích.
tức là nó không có thể nào mà nó giải tỏa được cái loại thuốc ấy vào cơ thể, và như vậy có thể gây những cái hiện tượng như là viêm gan cấp và có thể những cái triệu chứng ngộ độc khác ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai nữa rằng là cho dù anh uống ít thật, nhưng nếu cơ thể anh vào cái thời điểm ấy nó không phù hợp với loại thuốc đấy, ví dụ anh suy gan chẳng hạn, hay là anh suy thận chẳng hạn, hay là anh bị những cái triệu chứng khác đi kèm, thì lúc đó nó cũng không tương thích. Và như vậy thì cho dù anh uống ít nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến những cái hoạt động cơ thể của anh, đặc biệt là những cái cơ quan mà cái viên thuốc ấy có thể tác động đến. Thưa bác sĩ, trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện thì xin mời bác sĩ sẽ cùng xem một clip nữa. Cô Huỳnh Thị Kim Chi, 60 tuổi, cô bị cao huyết áp và tiểu đường đã hơn 10 năm nay. Vì thế, cô phải uống thuốc đều đặn hàng ngày. Bản thân tôi thì tôi cũng biết uống thuốc tây nhiều thì nó cũng không tốt. Nhưng mà bệnh thì mình phải uống thuốc thôi. Thì ngoài những khi mà tôi uống thuốc để trị cái bệnh cao huyết áp, tiểu đường của tôi á, thì tôi cũng uống những cái thuốc bổ để mà cho nó giảm bớt cái sự mà mình uống nhiều thuốc tây quá đó. Nên nó là để cho nó có cái những cái chất đề kháng rồi nó bồi bổ sức khỏe mình hơn. Thưa bác sĩ, giống như cô khán giả trong clip chúng ta vừa xem, thì cô đã bị bệnh mãn tính nên thường xuyên phải dùng thuốc. Và cô nghĩ rằng là cô sẽ phải uống thêm thuốc bổ để tăng cường sức khỏe. Theo bác sĩ thì suy nghĩ đó có đúng hay không ạ? Thực tế thì suy nghĩ này trong một chừng mực nào đó thì cũng có cái lý của nó. Tuy nhiên trước khi trả lời câu hỏi này, mình nói rõ về cái con đường đi của viên thuốc này đấy. Thì mình biết rằng thuốc vào cơ thể của mình chủ yếu là bằng con đường tiêu hóa, tức là đa số là thuốc uống. Ngoài ra còn một số thuốc nữa, ví dụ thuốc rán, thuốc sức, rồi thuốc tiêm chẳng hạn, nhưng thuốc uống vẫn là đa số. Và khi mình uống một cái viên thuốc như vậy đó, thì viên thuốc nó vào trong cơ thể chúng ta, đầu tiên là nó vào đến cái dạ dày, sau đó thì nó xuống nó ruột non, và tại đây viên thuốc nó được tiêu hóa đi và nó hấp thu nó vào trong cơ thể chúng ta. Và khi viên thuốc vào cơ thể chúng ta thì ngay lập tức nó đến gan trước, và người ta có thể ví gan như là một cái nhà máy, nó chuyển hóa tất cả các thứ từ đồ ăn, thức uống cho đến viên thuốc. Và như vậy thì rõ ràng khi chúng ta uống bất kỳ viên thuốc gì nó phải qua gan, và vấn đề là nằm ở chỗ này. Có nghĩa rằng là nếu chúng ta uống quá nhiều thuốc thì cùng một lúc lá gan chúng ta đã gặp phải rất nhiều vấn đề. Tức là nó phải giải tỏa cái viên thuốc đấy, nó phải phân hủy, nó phải chế biến viên thuốc ấy thành những cái chất khác mà cơ thể có thể rằng là có lợi hoặc rằng là không có lợi cho cơ thể chúng ta. Vậy thì vì lý do nào đó mà chúng ta uống nhiều thuốc thì thông thường như vậy đó, thì chúng ta chú ý một điều thế này này. Khi với những người mà bệnh nhân mà điều trị những cái bệnh mãn tính kéo dài thì chúng ta chỉ cần chú ý là thấy là cứ khoảng một tháng chúng ta tái khám một lần nhé. Và thông thường cứ khoảng vài ba tháng như vậy hoặc là từng tháng thì các bác sĩ thường xem, thường có những cái xét nghiệm để xem coi là lá gan của chúng ta nó còn tốt không. Thông thường là như vậy, là bởi vì bác sĩ biết rằng là những người này thường lá gan sẽ bị tổn hại. Vậy thì bây giờ với cái ý kiến của chị khán giả thì chị rất là có lý. Tuy nhiên ở đây phải chú ý rằng khi chúng ta uống thuốc bổ phải hiểu rằng nó cũng có cái mặt trái của nó. Nó bổ tức nghĩa là nó đang cung cấp cho mình một số chất, nhưng ngược lại bản thân nó nếu mình dùng không đúng, dùng không đúng liều chẳng hạn, thì nó lại là quay trở lại nó tấn công vào cơ thể và nó tấn công vào lá gan trước tiên. Vậy thì bạn muốn uống thêm cái gì, cho dù đó là thuốc bổ, phải tới gặp bác sĩ thì cũng phải xin đi cái bác sĩ. Dạ vâng. Tức là chúng ta cần phải biết rằng là thuốc bổ thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì bác sĩ có thể cho khán giả biết là những cái dấu hiệu nào cho chúng ta biết được là khi đó chúng ta đã bị nhiễm độc gan? Thực tế thì những cái dấu hiệu mà cho nó rõ về gan thì thông thường chúng ta thường phải dựa vào những cái dấu chứng cận lâm sàng là chính. Còn về mặt lâm sàng thì thông thường ta dựa vào dấu chứng nó rất là mơ hồ. Nhưng mặc dù là mơ hồ, nhưng khi chúng ta chỉ cần rơi vào dấu hiệu này thì chúng ta cần chú ý đó là gì? Cái thứ nhất á, là chúng ta biết rằng lá gan chúng ta nó tham gia quá trình tiêu hóa mà. Do đó nếu như lá gan chúng ta quá trình đó mà chúng ta sử dụng thuốc hay vì lý do nào đó mà nó bị suy yếu đi thì chúng ta thấy những dấu chứng sau. Dấu chứng thứ nhất á, là bệnh nhân sẽ cảm thấy là thường mệt mỏi, ăn không ngon, chán ăn. Mặc đặc biệt là những người mà bị suy yếu gan thường rất là sợ mỡ, là bởi vì gan lúc này nó hoạt động không tốt nữa. Tức là thấy mỡ rất là ngán, chán ăn, buồn nôn, sụt cân rồi. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân có thể là có sốt, và đặc biệt là bệnh nhân có thể là đau cái vùng hạ sườn phải, tức là dưới sườn bên phải, tức là chỗ lá gan chúng ta nằm. Đấy, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân có thể có những dấu chứng mà nặng rồi thì có thể là bệnh nhân có thể những có dấu chứng về dị ứng, ví dụ như là ngứa rồi dị ứng với thức ăn chẳng hạn, thì đó là cái dấu chứng thứ ba. Một cái nhóm thứ tư nữa là bệnh nhân có thể là có gì vàng, ví dụ vàng da, vàng mắt, rồi nước tiểu lại vàng sậm chẳng hạn. Thì đó là cái dấu chứng mà chúng ta chú ý là có thể là mình đã có vấn đề về gan rồi, thì nhanh chóng là ngay lập tức mình gặp thầy thuốc để xin ý kiến, và lúc đó các thuốc sẽ có ý kiến rằng là gia tăng hay là giảm cái liều dùng thuốc của mình, hoặc là ngưng hẳn, hoặc là bác sĩ có thể đổi sang một loại thuốc khác.
trong những trường hợp mà bệnh nhân phải dùng thuốc thường xuyên thì bác sĩ có cái phương pháp nào để giúp họ có thể giải độc cho lá gan hay không ạ? Để cho giải độc lá gan thì chúng ta phải tổng hợp nhiều vấn đề. Đầu tiên là chúng ta phải làm cho lá gan khỏe mạnh cái đã. Vậy khỏe mạnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải ăn uống đầy đủ các chất. Tức là hàng ngày chúng ta phải ăn uống làm sao cho cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta nó đầy đủ. Tức là không thiếu nhóm chất nào. Tức là phải có nhóm bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo, phải có vitamin và khoáng chất. Ăn tức là phải có chế độ dinh dưỡng cân đối và đầy đủ. Cái thứ hai nữa là gan nó hoạt động tốt nếu chúng ta phải đủ nước. Có nghĩa là chúng ta phải làm sao làm việc trong cái môi trường rằng là phải cung cấp nước cho đầy đủ. Thế là ở cái người mà trưởng thành, có thể là nam hoặc nữ thì thông thường chúng ta có thể cung cấp cái lượng nước nó dao động từ 1,5 lít cho đến 2 lít, 2,5 lít là tùy mỗi người. Đó là cái thứ hai. Thứ ba nữa là chúng ta nên có một cơ thể khỏe mạnh đi. Tức là phải có làm sao mà nếp sống, ví dụ như về mặt tinh thần thì cũng thoải mái vui tươi. Rồi là phải nên tập thể dục thể thao đầy đủ. Đó là cái thứ ba phải chú ý. Cái thứ tư đó thì đó là quá trình dùng thuốc. Tức là phải bỏ đi cái quan điểm rằng là cứ uống càng nhiều thuốc là càng tốt. Bỏ đi quan điểm rằng là uống thuốc bổ vào là chỉ có bổ thôi. Bỏ đi quan điểm rằng là cứ uống ít thì không sao chẳng hạn. Tức là mình bỏ tất cả quan điểm đấy và thậm chí bỏ luôn quan điểm rằng là tự mình kê toa cho mình. Và vậy thì cái việc dùng thuốc phải cực kỳ là khoa học. Chúng ta chỉ dùng khi nào cơ thể chúng ta thật sự cần thiết. Và tốt nhất là khi dùng thuốc là phải chú ý đến cái sự lên tiếng của cơ thể mình nếu như nó báo động. Và luôn luôn xin ý kiến thầy thuốc trong quá trình dùng thuốc. Trước khi chúng ta tìm hiểu những lưu ý khi sử dụng thuốc thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Hầu hết các thuốc dù được dùng bằng đường ống, đường tiêm, xịt, hít qua mũi hoặc dán trên da đều được chuyển hóa tại gan. Sau đó sẽ được bài tiết qua mật hoặc nước tiểu. Gan chính là nơi xử lý thuốc, điều hành hoạt động của thuốc khắp trong cơ thể. Gan có nhiệm vụ thanh lọc thuốc, biến thuốc thành những chất mà cơ thể cần để sử dụng để chữa bệnh. Trong quá trình này, gan sẽ bài trừ độc tố, những hóa chất mà cơ thể không chấp nhận sử dụng. Và đồng thời, gan lại có thể bị chính độc tố tấn công và có thể bị tổn thương. Theo các nhà dược học, thuốc đưa vào cơ thể là chất không độc, nhưng sau khi được chuyển hóa tại gan, một số thuốc lại trở thành chất gây độc cho gan. Tổn thương gan xảy ra sau khi người bệnh dùng thuốc từ 5 đến 90 ngày. Nếu gan bị suy, chức năng chuyển hóa, giải độc và bài tiết các thuốc cũng bị ảnh hưởng. Sự tích tụ thuốc do không được chuyển hóa và giải độc có thể gây ngộ độc thuốc và có khi tấn công vào gan gây viêm gan do thuốc. Do đó chỉ nên sử dụng thuốc khi có sự chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó cần giúp gan giải độc thường xuyên bằng cách bổ sung và sử dụng một số thực phẩm và chế phẩm sinh học bổ trợ chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên trong bữa ăn hàng ngày. Một số dưỡng chất như papain từ nhựa quả đu đủ, chất peroxidat từ củ cải và mướp đắng, chất beta caroten trong bột gấc, bột quả lekima, chất allicin trong bột tỏi sẽ hỗ trợ tiêu hóa, giúp thải độc và tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị viêm gan do nhiễm siêu vi, gan nhiễm mỡ, xơ gan, suy giảm chức năng gan. Vậy để tóm tắt lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, bác sĩ có thể cho khán giả biết những cái lưu ý quan trọng nhất để chúng ta có thể bảo vệ lá gan và không bị viêm gan do thuốc được không ạ? Để mà chúng ta có thể bảo vệ lá gan và làm sao cho lá gan chúng ta không bị viêm gan do thuốc thì chúng ta chú ý những cái vấn đề sau. Thứ nhất là đối với các loại thuốc không kê toa thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng theo đúng cái hướng dẫn sử dụng trong cái đơn thuốc, trong cái toa thuốc kèm theo cái viên thuốc mà chúng ta sử dụng. Thứ hai, đối với loại thuốc kê toa thì các bạn chỉ được sử dụng nó khi được đi khám ở thầy thuốc và sử dụng theo cái toa thầy thuốc đã kê. Và khi các bạn đã sử dụng xong rồi các bạn muốn sử dụng thêm hay là thay đổi thì các bạn phải xin ý kiến của thầy thuốc. Đó là cái thứ hai. Một cái thứ ba nữa là đối với những người sử dụng các loại thuốc trong điều trị các bệnh mãn tính, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như đái tháo đường chẳng hạn, thì các bạn phải sử dụng theo đúng liều và đặc biệt trong quá trình đó phải thường xuyên tái khám và tốt nhất là cũng xin nói rõ với cái ý kiến của thầy thuốc để được xem xét cái chức năng lá gan của mình nó còn khỏe mạnh hay không để mà chúng ta tiếp tục dùng thuốc. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình của chúng tôi để đưa ra những lời khuyên hết sức hữu ích và hy vọng rằng chương trình sẽ sớm được gặp lại bác sĩ trong một nội dung khác. Xin cảm ơn Mạnh Hải, xin cảm ơn quý khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng xem lại những lưu ý của bác sĩ. Lưu ý để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả. Không nên tự ý sử dụng thuốc mà không có sự chỉ định hướng dẫn của bác sĩ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng. Phụ nữ có thai, đang cho con bú hoặc có bệnh gan, bệnh thận luôn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ một loại thuốc nào, kể cả thuốc nam, thuốc bắc. Đối với những loại thuốc có khả năng gây tổn thương gan, phải sử dụng lâu dài như thuốc hạ mỡ máu, trị đái tháo đường, cần có sự theo dõi của bác sĩ. Phải sử dụng đúng loại kháng sinh cho bệnh và uống đúng liều, đúng cách, đúng thời gian điều trị. Chỉ phối hợp nhiều loại kháng sinh khi thật sự cần thiết. Sử dụng thêm các sản phẩm sinh học giúp hỗ trợ điều trị, giúp giải độc gan, hạ men gan,
tăng cường chức năng gan, giúp mát gan, phòng gan nhiễm mỡ. Và bây